Vâng, và em tranh thủ test con 1010D gửi cho bác khách luôn. Và đây là một model lớn nhất của sản phẩm series tích hợp bộ giải mã DLC. Ở với những cái phân khúc nhỏ như là 570D, 780D đó, 580D, 780D, 880D, 890D, 890DG và cuối cùng hết số là phía trước máy các bác là 1010D. Hồi gỗ chi vàng, sở hữu công suất rất là khủng, hơn 300W. Và lực đánh và cũng như là độ nảy tiếng bass rất là đặc biệt. Và nó sử dụng là bốn con giải mã DLC hàng đẹp thì bên em đang giao các bác là 21 triệu bao gồm phí ship nha. Các bác nào cần thích tiếng bass khỏe, lực và nó có độ gọi là chắc thì mình chọn con 100D. Đánh những dòng mà low bot thì quá tuyệt vời rồi, sạc Win Vega D9 rồi các bác. Bass 40 hoặc là chơi dòng loa Kai Calip vân vân, JBL hoặc là những dòng loa JB có công suất lớn như là những dòng Taiyo rồi các bác, 4430, 4425 vân vân. Lên chưa chặt bát chép mà lực nó tốt lắm các hai tay chết này, nó mạnh lắm. 2-3 lần nha. Đấy, đây là em test nhạc mạng nha các bác, nhạc mạng để các bác thấy được sản phẩm nó hoạt động trước khi sản phẩm lên đường. Chứ còn những con này các bác về về mà nghe CD hoặc là nghe qua bộ giải mã của nó thì tiếng nó hay hơn nha. Mình kém đường quang qua TV các bác, có cổng quang, nó sử dụng hai đường quang vào nha. Rồi em xin chào là các bác, cho Thanh Thủ đóng hàng trong chiều nay, canh giờ cũng đã 2 rưỡi rồi.